thương mại song phương Việt Nam Ấn Độ đạt mức kỷ lục 15 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2022, tổng giá trị thương mại Việt Nam Ấn Độ đạt 15,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 7,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,8% so với 6,28 tỷ đô la Mỹ năm 2021. Điện thoại các loại và linh kiện có giá trị cao nhất với 1,522 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4% so với 1,285 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Trong các mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ, cà phê là mặt hàng có giá trị tăng cao nhất so với năm 2021, tăng 164,7% từ 21,69 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên 57,4 triệu đô la Mỹ năm 2022. Tiếp theo là sắt thép các loại, tăng 96,8% từ 113,46 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên 171,1 triệu đô la Mỹ năm 2022. Mặt hàng giày dép các loại, tăng 96,8% từ 113,46 triệu đô la Mỹ lên 223,35 triệu đô la Mỹ năm 2022. Tổng giá trị nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2022 đạt giá trị 7,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với 6,96 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu, mặt hàng chiếm tỷ lệ cao nhất trong năm 2022 là sắt thép các loại, chiếm 11% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tiếp theo, ngành hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 7,75% tỷ trọng, tiếp đến mặt hàng kim loại thường chiếm 7,3%.